Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HD Game HD. Mình là Son Kuta. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Son cũng xin kính chúc cho tất cả các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay trong clip này thì Son sẽ đặc biệt giới thiệu đến các bạn một cái niềm vui. Nói chung rất là vui luôn. Rồi, thì hôm nay Son sẽ mở hết full 2 ô đất này nha các bạn. Là hôm nay còn 2 ô đất cuối cùng. Son sẽ mở hết là xem như cái farm chính của Son mé bên đây là Son đã giải quyết hết đất rồi. Chỉ còn ở mé bên đây thôi các bạn. Còn mé ở bên đường bên đây thôi. Còn mé bên đường bên nhà chính á là Son đã giải quyết xong xuôi. Thì cũng là nhờ bạn Hanbel Level 52 đã hỗ trợ Son giấy mở rộng đất nè, khế ước nè, khế ước búa gỗ và cọc gỗ để Son mở hết ô đất để Son làm lại cái farm cho nó đẹp, để Son làm clip phục vụ đến tất cả các bạn. Thì Son cũng xin chân thành cảm ơn đến bạn Havel Level 52 nha. Thì bây giờ rất là vui luôn các bạn. Đó, cảm giác mở hết hai cái lô đất này thì cực kỳ là vui. Rất là vui. Rồi bây giờ Son sẽ mở ô 43 trước cho các bạn xem nha. Thên. Một ô. Trời. Còn thiếu rồi bây giờ mình còn thiếu là 4 cặp nữa các bạn. 4 cặp nữa thì mình sẽ đi qua cái nick phụ của mình. Mình đi qua nick phụ mình sẽ chuyển về nha các bạn. Mình đi qua nick phụ mình chuyển về. Đây những cái đồ mà Son chuyển này 4 cặp. Ok. Này là Son chuyển về nick chính của Son nè các bạn. Đó. Là cái nick phụ này nè, Son chuyển về nick chính. Đó. Rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ Son sẽ giây phút. Giây phút thăng hoa đã đến rồi các bạn ơi. Rồi. Ok. Rồi, ô cuối cùng. Ô cuối lô cuối cùng ở bên mé bên nhà chính nha các bạn. Lô cuối cùng. Đây, đó. Bây giờ Son sẽ mở xong cái nha, cái một cú nhấp chuột cuối cùng này là xem như là hoàn thành, không? Hoàn thành bên nhà chính. Thánh. Đó. Mình có nên giữ lại mấy cái này không ta? Giữ lại để thành cho nhà truyền thống không nè. Thôi đốn xử hết đi các bạn ơi. Giữ lại thì ít bữa nó cũng vướng rồi mình cũng đốn hết rồi các bạn. Đó. Đốn hết. Rồi. Đó. Rồi xong các bạn ơi. Xong là mở xong rồi. Còn các bạn thì đã mở xong chưa hay là còn bao nhiêu ô? Nếu các bạn hãy để lại bình luận bên dưới chia sẻ với Son nha. Hiện tại Son là xong rồi, hoàn thành rồi nghĩa vụ. Hoàn thành nghĩa vụ trong HD các bạn. Đó, còn mé bên kia thì Son sẽ đầu tư vô cái lô này, cái ô này nè, Son sẽ đặt cái ô này để Son lấy cái võng đưa đưa các bạn thấy không? Đó. Đó. Đặt vô cái lô này để lấy cái võng đưa đưa các bạn. Rồi bây giờ chỉnh sửa nó một xíu cho đó. Tạm thời gãi nó ra một đi các bạn. Rồi Son sẽ có thời gian Son sẽ chỉnh sửa lại nha các bạn. Những cái nó như thế này thì mình dời nó vô như vậy nó các bạn. Đó. Có cục đá ngay đây nè, cho nên mình không có bỏ vô được. Đó. Nếu mà một hồi vướng quá mình cũng nổ nữa các bạn ơi. Để vậy nó cũng vướng á, mình phải nổ nó mình mới xếp được cho nó đẹp. Rồi thêm một cây này nữa. Hai. Rồi vừa đủ hết các bạn, vừa đẹp luôn. Cắt cái này vô. Đó, vừa đẹp luôn các bạn, đây còn được 3 cây, cái dù còn được 6 cây. Vừa đẹp luôn. Đó.
cái hàng rào chuồng bò này chắc Song phải sửa lại quá. Song phải kiếm chỗ nào, kiếm cái hàng rào nào đẹp đẹp hơn á, Song trang trí lại các bạn ơi. Rồi thì tạm ổn, bạn còn ở lô nguyên cái lô đất ở đây nè, còn chứa cực kỳ nhiều cái máy nha các bạn. Đó, tạm thời ở đây thì có thể làm một cái khu vui chơi nào đó, để Son tưởng tượng ra Son sẽ làm một cái khu vui chơi nào đó các bạn, chứ hiện tại bây giờ chưa có ý tưởng đó. Để làm clip xong cái ngồi tưởng tượng suy nghĩ ra cái khu này giờ mình lên mình làm cái gì ở trong đây để cho thành cái khu vui chơi. Sẵn làm cho nó logic luôn các bạn, bây giờ sẵn làm cho nó logic luôn. Rồi nói chung là tạm vậy tạm ổn nha bạn, chứ thật ra là chưa có. Son chưa có ấy đâu nha các bạn, Son chỉ để như vậy rồi cho nó tạm ổn thôi, cho nó đẹp mắt thôi, chứ chưa có hoàn chỉnh nha. Đó, chưa có hoàn chỉnh đó, có thể sửa lại nữa. Nói chung là mình cảm thấy chưa hài lòng là phải sửa lại nữa các bạn. Hôm bữa có bạn kia bắn sâu cái farm rất là kỹ các bạn, có một bạn kia bạn nói là thiếu một ô nước ở đây, công nhận bạn sâu cái farm kỹ thật mà Son không để ý, bạn nói xong mấy mới thấy và Son đã vô Son bỏ lại rồi. Đó thì rất chân thành cái sự góp ý của các bạn nha, tại vì nhiều khi farm rộng quá mình nhìn không hết. Đó, hôm bữa bạn sâu ra ngay đúng ngay cái lỗ này luôn, rất là hay luôn. Mắt bạn sáng cực kỳ sáng luôn. Rồi tạm ổn vậy đi các bạn. Đó, rồi khi nào có ý tưởng mới thì Son sẽ quăng ý tưởng đó vào cái đoạn này, chứ cái đoạn này tạm thời là chưa có đẹp. Xong đánh giá đoạn này chưa có đẹp nha. Rồi rất là xong rồi các bạn ha, xong rồi. Mé bên đây xem như xong rồi. Từ cái lúc cập nhật tới giờ là Son đã mở xong. Xong mé bên đây cũng là nhờ sự hỗ trợ từ bạn Hanh béo gì đó, bạn đặt tên không có dấu cho nên mình đọc cũng không rõ nữa. Bạn đã lên được level 52 rồi các bạn. Còn mé bên đây chắc tới đời cháu mình thiệt các bạn ơi. Còn cái khu lô đất bên đó, mấy bên đây thì đời cháu mình cũng bàn giao lại cho nó thôi, thì đời mình không xem như bỏ. Các bạn thấy nó lưu lâu không, nó lưu cực kỳ lâu. Rồi nó lưu lâu lắm bạn, tại vì mình bỏ những cái ô sản xuất ở ngoài đây nè, bỏ những cái trang trí ở đây rất càng nhiều thì nó sẽ lưu càng chậm nha. Và bây giờ hiện tại bây giờ bị lắc màn hình luôn các bạn. Đó. Rồi xong. Các bạn ơi, từ khi mà Son mở full 9 ô cái máy này nè các bạn, cái máy đun nút bắt cơ nè các bạn. Số lượng bánh nó ra cực kỳ là nhiều luôn, các bạn xem nè. Cái số lượng bánh mà của cái máy đun nút bắt cơ á. Đây. Đây 35 nữa các bạn. Đó, 35 nha. Ở đây 31 nè. Không, các bạn thấy cực kỳ nhiều. Ở đây hai bánh này là 23 nè. Bánh này thì 20. Đó. Cái bánh truyền thống là 16 rồi. Cái bánh filler đun nút này là 15 các bạn không? Cái lợi ích của việc mở nhiều ô sản xuất là như thế các bạn. Bánh truyền thống này hiện tại Son đang sản xuất thêm 5 cái nữa. Rồi bánh Runchi đu nút này thì Son sản xuất thêm 4 cái nữa. Các bạn thấy sản xuất trái máy luôn, 24/24 và Son được 2 sao rồi nha các bạn. Đồ lên được 1 sao rồi nha các bạn. Đó, Son lên được 1 sao rồi. Đó, sản xuất 24/24 luôn mà nó không có thời gian để nó nghỉ ngơi luôn, trái máy luôn. Cho nên á, khi mà được 1 sao thì nó sẽ được 10% vàng nha các bạn, có nghĩa là bạn lên được 1 sao, 1 sao thì bạn bán ra được thêm 10% vàng. Nếu 2 sao á thì bạn sẽ bán là nó cộng thêm 5% nữa là được 15% vàng nha các bạn. Rồi, nếu full 3 sao thì bạn sẽ được 15% vàng, và cái thời gian của cái máy này nó sẽ giảm lại. Ví dụ cái thời gian máy giảm lại là ví dụ cái máy này sản xuất, cái bánh này sản xuất mà chưa full 3 sao là 15 phút
nhưng mà nó sẽ giảm lại cho các bạn. Full 3 sao thì nó sẽ giảm lại cho các bạn nè 15% cái số giờ nữa, thì nó giảm lại 15% cái số giờ nữa là hình như còn có mười mấy phút à, 12 phút hay sao á. Khi mà bạn 3 sao thì cái máy nó cực kỳ là ngon. Đây, máy son 3 sao hết nè các bạn. Đó, chẳng hạn như máy 3 sao nè, nó giảm thời gian 15%. Ủa, cái này là sorry các bạn nha, tại nó ẩn nên son không để ý. Cái này là 10% coi, có nghĩa 10% xu á, còn này 10% 5% điểm kinh nghiệm nha các bạn. Khi mà bạn nhận cái bánh lên á thì nó sẽ cho bạn thêm 5% điểm kinh nghiệm nữa. Đó, nha. Sorry các bạn, tại nãy son nhìn không kỹ. Đa số cái máy nào cũng vậy hết các bạn. Bữa giờ sản xuất bánh quá trời chạy trái máy cho nên chạy được 174.563 điểm kinh nghiệm nữa các bạn. Xong chạy khoảng mấy ngày nữa có thể chắc up được level nữa các bạn. Qua cái nhiệm vụ này nó giao cho Son cực kỳ khó luôn nữa các bạn. Câu mồi nè, bằng những cái mồi, mồi câu cá bằng những cái mồi, bằng cái thẻ của mình á, cái thẻ này nè, cái thẻ này nè, sản xuất mồi câu cá bằng cái thẻ này để mình câu là 5. Đó, mà hiện tại mình không có. Thì quay 5 vòng quay may mắn, kích hoạt 4 bộ tăng cường. Đó, nó cho mình toàn là cái nhiệm vụ khó không các bạn. Qua. Wow. 5 sao luôn, ở đâu ra được 5 sao ngon ta? Để kiếm bộ tăng cường nào dễ dở mình đổi nó các bạn. Ở đây toàn là bộ tăng cường. Đây, lấy bộ tăng cường này đây. 5 sao luôn, kỳ ngon các bạn. Những cái bộ nào 5 sao thì mình đổi vô nha. Đó. Còn những cái bộ nào mà không ngon thì mình xóa nó đi. Đó. Nhiệm vụ hôm lúc trước Son có hướng dẫn các bạn cái cách mà lưu những cái bộ tăng cường này lại nè. Chẳng hạn như bạn muốn lưu lại nhiều như Son á thì bạn canh những bạn đổi trong đây nè. Bạn canh bạn đổi trong đây nha, bạn đổi trong đây nè, đó, bạn đổi những bộ tăng cường trong đây, đó, thì nó sẽ trực tiếp lưu vô trong đó luôn cho các bạn, nó trực tiếp lưu vô trong đó cho các bạn luôn nha. Rồi xong được 3 con rồi, xong hả cho các bạn coi nè, rất là nhiều điểm, 100, 200, 300, 400, 400 xem coi nó có vừa đủ các bạn, nó không có full túi, rồi. Thì cho nên á, nếu bạn lấy cái bộ tăng cường ở trong thung lũng thì nó trực tiếp nó nằm nó lưu vô đây luôn, chứ nó không ở chế độ chờ như lúc nãy là Son đợi có một cái chế độ đồ chờ phải không, rồi Son lấy Son đổi vô đây nè. Đó, Son đổi với cái mà bộ tăng cường nào dởm á thì Son đổi nó, chẳng hạn như bạn vô đó bạn lấy bộ tăng cường trong đó nó dởm nhưng mà nó sẽ lưu vô đây, khi nào mà bạn có bộ tăng cường ngon thì nó sẽ bạn lấy bộ tăng cường ngon đó bạn đổi với cái bộ tăng cường giảm trong đây, đó là nó sẽ lưu được cái bộ tăng cường cho bạn rất là nhiều nha. Đó, cực kỳ là nhiều. Cái mẹo lưu bộ tăng cường là như vậy các bạn. Trời. Rồi, tiếp tục chạy thôi. Lưu nút 35 cái nè. Chạy mà cháy xe luôn mà không hết bánh cái bánh của máy đu nút bắt cơ các bạn. Hay các bạn ơi, hôm nay clip mà Son làm mở hết ô đất đến đây cũng xin tạm dừng nha. Thì nếu các bạn có yêu quý Son á thì hãy cho Son một lượt like, một bình luận bên dưới. Nếu bạn không biết bình luận cái gì thì để lại dấu chấm hoặc chữ A, chữ B, chữ C cũng được để giúp cho clip Son nó có tương tác để được đề xuất đến nhiều người hơn. Như vậy kênh Son nó phát triển nha các bạn. Thì các bạn để lại bình luận và like á thì như vậy sẽ giúp Son có thêm rất là nhiều động lực để Son làm ra nhiều clip để phục vụ đến tất cả các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông kế bên luôn. Khi nào Son up clip lên thì nó sẽ thông báo đến tất cả các bạn. Các bạn vào đó các bạn xem để các bạn cập nhật thông tin 2D hàng ngày cũng như là các mẹo chơi game 2D nha các bạn. Rồi, thì Son cũng xin chào tạm biệt các bạn. Mãi yêu các bạn.